Vâng, trên không gian và một cái sự mà nhiều người đó là hạn chế về cái chiều cao của U1H chỉ 1m21 thôi. Vâng, hạn chế đây tôi cho ngoặc kép, tức là có nghĩa là một cây đàn rất là nhỏ và một đàn nhỏ gọn, nhưng như các bạn vừa nghe âm thanh và nghe cái sức mà thanh niên gọi là độ FV đấy đúng không ạ? Vâng, cái cường độ cũng như là độ dâng lên của cảm xúc, độ dâng lên của âm nhạc mà tôi vừa chơi một cách ngẫu hứng thôi. Thì các bạn đã thấy rằng là cây U1H này hoàn toàn đáp ứng được tất cả những cái mong muốn gì của một người chơi đàn. Và một người chơi đàn dù là có thể là ở một ngưỡng nào đó chăng nữa thì tôi nghĩ là vẫn có thể chơi được trên cây đàn này. Đấy. Cái hay của cây đàn này tôi nghĩ là ở cái điểm đó. Người ta phải cầu kỳ, phải dùng một cây đàn ABC gì đó để thể hiện một cái tính chất gì đó, thì với cái đàn này tôi lại thấy không không có gì là cầu kỳ cả. Đấy. Một sự biểu diễn hết sức bình thường thôi nhưng mà cũng nó đáp ứng được, và dù là mình đánh sức căng đến mấy nó cũng đáp ứng được. Vâng, tức là sự tương tác, sự đối thoại hay là sự cùng chia sẻ của người biểu diễn lẫn người lẫn cây đàn hết sức là hài hòa, hết sức là cùng tâm đầu ý hợp. Tôi rất thích cây đàn này. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Tuyệt vời. Vâng, một cây đàn U1H, và với tất cả những gì các bạn vừa nghe và vừa xem ở trên này, trên kênh trang website Pirate của chúng tôi, thì đây là một cây đàn U1H hiếm có. Cảm ơn các bạn.